Thưa quý vị, trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay sẽ là tiết mục Lịch sử Đồng Nai, tư liệu còn mãi. Và trong số này sẽ giới thiệu tới quý vị về phong ban thi đua khen thưởng tỉnh. Đây là phong quan trọng phản ánh quá trình hình thành của ban thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai qua các giai đoạn lịch sử. Cụ thể như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi. Năm 1976, tỉnh Đồng Nai được thành lập trên cơ sở sáp nhập các tỉnh Biên Hòa, Tân Phú, Bà Rịa, Long Khánh. Để củng cố bộ máy nhà nước của tỉnh Đồng Nai, ngành thi đua khen thưởng trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai được thành lập nhằm giúp cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý nội dung thi đua khen thưởng trong toàn tỉnh. Đến ngày 28 tháng 4 năm 1988, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về việc sửa đổi tổ chức phụ trách thi đua và khen thưởng. Theo quyết định này, giải thể ban thi đua khen thưởng trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đồng thời đổi tên Hội đồng thi đua tỉnh Đồng Nai thành Hội đồng thi đua và khen thưởng tỉnh Đồng Nai. Ngày 19 tháng 10 năm 2006, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tái thành lập ban thi đua khen thưởng trực thuộc tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Đến ngày 26 tháng 6 năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai sáp nhập ban thi đua khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, ngày 13 tháng 10 năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định tổ chức và hoạt động của ban thi đua khen thưởng. Theo đó, ban trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Ban thi đua khen thưởng chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban thi đua khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụ. Từ đó đến nay, Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai không ngừng hoàn thiện về cơ cấu tổ chức để phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng giai đoạn. Hiện nay, lưu trữ lịch sử tỉnh đang bảo quản 2.994 hồ sơ, 627 hộp tương đương, 69,67 mét tài liệu giai đoạn từ năm 1972 đến năm 2015 của phong ban thi đua khen thưởng, gồm nhóm tài liệu hành chính như các tập lưu quyết định, báo cáo, kết quả, tờ trình, v.v. và khối tài liệu tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác khen thưởng, các bản khai thành tích của quân và dân tỉnh Đồng Nai. Trong phần tiếp theo của tiết mục Lịch sử Đồng Nai, tư liệu còn mãi sẽ công bố 10 hồ sơ của các chiến sĩ cán bộ DB. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Đồng chí Huỳnh Tấn Thành, họ và tên khai sinh, Huỳnh Văn Hai, bí danh Thành Phương, Hoàng Ba. Sinh ngày 24 tháng 6 năm 1929, tham gia cách mạng ngày 23 tháng 9 năm 1945, hoạt động tại chiến khu D, DB ngày 22 tháng 4 năm 1975, từng công tác tại K10. Đồng chí Nguyễn Văn Tràng, sinh tháng 7 năm 1905, quê quán xã Thới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa, tham gia cách mạng tháng 8 năm 1945 tại xã Tân Đồng Hiệp, từng công tác tại K5B, Quảng Bá. Đồng chí Nguyễn Thị Thu, bí danh Nguyễn Thị Thương, sinh tháng 11 năm 1930, quê quán xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa, tham gia cách mạng tháng 1 năm 1974, từng giữ chức vụ chuẩn úy trong quân đội. Đồng chí Nguyễn Thị Yến Thu, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1941, quê quán xã Hiệp Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa, DB ngày 24 tháng 9 năm 1965, từng công tác tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, sinh năm 1930, quê quán xã Tân Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa, tham gia cách mạng tháng 8 năm 1948 tại Biên Hòa, DB năm 1973, từng công tác tại Công ty Cơ giới Nông nghiệp tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, sinh tháng 2 năm 1932, quê quán xã Bình Ý, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa, DB ngày 7 tháng 7 năm 1975, từng công tác tại Xí nghiệp Dược phẩm Nam Hà và Sở Y tế Quân dân y Nam Bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Biểu, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1905, quê quán xã Phước Lại, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa, DB năm 1924, từng công tác tại nhà máy gạch Chịu Lửa Cầu Đuống, công ty Sành Sứ Gạch Ngói, Bộ Xây dựng. Đồng chí Trịnh Văn Bang, họ và tên Nguyễn Tấn Thời, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1935, quê quán xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa, từng công tác tại Ủy ban Nông nghiệp Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Chi, sinh năm 1951, quê quán xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa, nơi hoạt động lâu nhất tại tỉnh Biên Hòa. Đồng chí Lê Chưởng, sinh ngày 3 tháng 2 năm 1931, quê quán xã Phú Hữu, huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa, DB năm 1975, từng công tác tại Bệnh viện Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Toàn bộ thành phần tài liệu nêu trên hiện nay đang bảo quản tại lưu trữ lịch sử tỉnh và đưa vào khai thác, góp phần phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, tra cứu để học tập, phục vụ cho nhu cầu của người dân. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu khai thác, sử dụng, nghiên cứu các tài liệu nêu trên có thể đến trực tiếp tại trụ sở lưu trữ lịch sử tỉnh theo địa chỉ số 04/22/10A, đường Nguyễn Du, khu phố 4, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc liên hệ qua số điện thoại 02513 840 752 để được hướng dẫn chi tiết.